em dùng cụ ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây ạ. Bài thứ hai em dùng là hôm nay em mệt mỏi dã rời bên ly trà sữa tan buồn có đôi xong em có thêm trà sữa cả hai cái cây ở hai bên. Bài thứ năm em dùng cụm anh em ơi xong em có để chữ em vào trong cái chỗ cassette để cho nó như kiểu là cái tiếng nó vọng ra. Bài thứ sáu à, đúng rồi, bài thứ năm em dùng là đánh lóng như kem nhưng mà em đổi chữ kem thành cái chữ ấy khác ạ. Bài cuối thì em dùng cuộc là mình cứ enjoy cái moment này thôi. Em xin thầy nhận xét bài của anh. Dạ, hãy nghĩ đến lý do hoạt động. Thứ ba là nhất quỷ nhi ba. Thứ ba học trò thì cái phần chữ phục này em có để giống cái dây ấy. Bài thứ tư là đi để trở về. Bài thứ năm là học một biệt mời học mới quên hết. Em có trang trí thêm mấy cái icon gì giống ở đấm các môn học ở trong trường. Ở bài cuối cùng là một câu nói ở trên mạng: cuộc đời của chúng ta là hạnh phúc, hãy biết trân trọng. Thầy sẽ xét là ok, cảm ơn bạn nhé. Ở đây ấy, thầy có tính thiết kế, tính cụ ích cho cái phần làm bài, thế là các con chịu và làm nội dung. Thầy thấy cứ mỗi cái cụm mà bài số 5, bài số 6 các cụm khác ok, nó đứng thành một cụm nhìn lại chẳng liên quan gì đến nhau. Từ cái việc em chọn con chữ là không phù hợp, vấn đề đặt màu sắc và kích thước, tỉ lệ chữ, nét chữ cũng chưa phù hợp. Thế nên là nó sẽ không hình thành một bố cục, và để có một bố cục đẹp thì chữ đẹp, nội dung, hình ảnh, phụ trợ nó cũng phải đẹp nữa cơ. Hiện tại đây thì nói chung là nó không ổn nha, sáng tách là ngừng khóc luôn đấy nha. Nhất thì em có làm về cái chữ anh em như thể tay chân. Còn hình thứ hai là em làm về chữ trung lưng đủ sức ạ. Hình thứ ba này thì em có làm về tiên học lễ hậu học văn. Còn hình thứ năm này thì em làm về chữ trà chanh chém gió ạ. Còn hình thứ sáu này thì hình thứ năm thì em làm về chữ người có chữ S nên chuyện ạ. Còn hình thứ sáu thì em làm về lễ hội âm nhạc ạ. Bài của em xin hết ạ. Để sử dụng được một số bố cục như là 3, 4, 5, 6. Nhưng cái bài đầu tiên thì nói chung là nó linh tinh quá. Ở đây màu sắc nó ổn thôi, còn cái việc em lựa form chữ để đưa vào bài nó không phù hợp. Thứ nhất là đảm bảo yếu tố thế thứ tự đặt của chữ của đảm bảo. Và form chữ nó không quan hệ được với nhau, về tương phản để làm được nội dung chưa thấy. Nên cái cụm chữ nào cũng nhấn mạnh lên, cái nào cũng muốn làm ca sĩ, cái nào cũng muốn làm hoa hậu ấy. Nên là nó không ổn nhé. Nên có những cụm chữ trong một câu phải có điểm nhấn mạnh, vị trí nhấn mạnh của chúng ấy thôi. Còn cái gì em cũng trang trí tòe ra hết ra đây thì thầy cũng rất là tốt nhé.